Kết thúc hai ngày đại lễ là lễ đăng đàn trần tế dành cho những linh hồn cô độc, không ai hương khói, chẳng nơi nương tựa. Cũng có nghĩa là khi mình lo được cho gia đình, cho cửu huyền thất tổ, cho thân bằng quyến thuộc, thì cũng không quên những linh hồn còn đâu đó trong sáu nẻo luân hồi mênh mông vô cùng của vũ trụ. Và đây là thể hiện tâm đại bi của Đại Thừa Phật Giáo giữa muôn trùng khổ đau của cuộc đời, hiện thực cũng như siêu hình. Thượng Tòa Thích Pháp Đăng và Chư Tôn Đức Ban Tinh Sư Quang Lâm Đàn Tràng đăng đàn trần tế, xin quý vị hiểu được rằng trần là giúp đỡ, giúp đỡ cho những linh hồn cô độc nương tựa nghe câu kinh tiếng kệ, hưởng cam lộ vị, và từ đó ý thức được con đường mình phải đi mà trở về siêu sinh tịnh độ hoặc đầu thai lại làm người. Lễ trần tế cô hồn đã nói lên tất cả. Khi sống chúng ta đã cô độc thì trong thế giới âm linh họ đã chết cũng có những người cô độc như thế. Lễ trần tế phát xuất từ quan điểm Đại Thừa của Phật Giáo, và cũng từ đó lễ trần tế được thực hiện từ khi Phật Giáo du nhập vào đất nước Việt Nam thân yêu này. Tất cả chúng ta mới thấy rằng để thực hiện được một đại lễ trai đàn, chúng ta phải hội tụ nhân duyên, đó là sự hòa thuận trong gia đình và sự chan hòa của trời đất cùng hòa quyện trong lòng người mới thực hiện được. Và đại lễ trai đàn đã thành tựu 2/3, và bây giờ còn 1/2, đó là trần tế cô hồn để đi đến giai đoạn kết thúc. Đây lễ đăng đàn trần tế chiều ngày 24/7 năm Quý Tỵ Phật lịch 2557.
Bye.
nghiệp mãi thiếu tư hàng. Thank you.
nhau. Thank you.
Thank you.
rì cóp hồng hồng phiến đát, nàng rì rì cóp hồng hồng phiến đát. Nàng nghe lo cóp lại cóp hồng hồng phiến đát tóm hồng. Nàng nghe lo cóp lại cóp hồng hồng phiến đát tóm hồng. Nga thì rì mà cóp lại cóp hồng hồng phiến đát lên ngon nữa ba
nhân vong nhà tăng quyền bùa cấp bạn sự biên cần vô từ ấm linh có mô liệt vị và địa giới nội kỳ thử chiến tranh nề an ông liệt sĩ vinh hoàng từ nam nữ vô từ ấm linh thoại lục không bồ hang liệt vị ngon niệm pháp giới hữu tinh đại khai thân thể quyển bị u hôn tích kiếp có lộ cựu trăm trường già nam đắc siêu thang trường từ lương nhân hành mâm thể đồ đình đề di tô khởi giáo a nan đa tôn dạ hàng thiên vương thập điện diễn khai thập bát địa ngục chi môn tà hữu phàm quan theo thân ức kiếp luân hồi chi tịch tê ơi thương trọng bộ đa là cả gia nhập mà đền tê hô cả mê đa tâm thắng cơ đồ quân mê thề thắng nhân đề Oh,
Phòng vi phạm giới chiến tranh anh ông liệt sĩ vi quật nghi đến Nam Bao tự nàng hoa ngô nguồn tự nam nữ vô tự âm linh có mô liệt vị. Thắng duy chết ẩn giả đai nịa thắng minh lộ vô tức tung càng mức thầu đô tịch mịch kỳ thăng xuân. Vạn lai đam nguyệt thế phong đường già minh ma nguyệt thước chi vô y đang yêu thủy diện ba ba trong cược lưu ly vô định ni ẩn. Ngư mục đê trường cổ nào bán công âm đà mục đê thánh vịnh niệm thắng trăm thu thâm ca âm khai. Kim tác tư tam bạo lực tình đã bồn đang tỉnh pháp văn kinh thọ ta. Oh,
Quỳ xuống và chúng tôi xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Hoàng Ngộ thay mặt gia đình huyết thống của mình để cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bậc Hòa Thượng chứng minh, nhị vị Thượng Tọa Sáng Trú, chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng trong ban Kinh Sư. Như vậy, hai ngày diễn ra đại lễ giải oan bạc độ trần tế âm linh cô hồn nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu đến đây đạt thành tựu viên mãn. Gia đình chúng con dường như đang được tắm trong dòng suối mát của chư Tôn Thiền Đức. Mặc dù trong những ngày này chư Tôn Thiền Đức Phật sự đa đoan, nhưng vì lòng thương chẳng bỏ đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con, chư Tôn Thiền Đức đã chẩn tức quang long về Tư Gia để cử hành pháp sự dùng câu kinh tiếng kệ để tiếp trước cả quan hồn thượng tử trong quần tộc gia đình huyết thống chúng con. Chúng con biết làm sao để đền đáp được công đức trong môn một. Giờ này trước Tam Bảo uy quang, thay mặt gia đình huyết thống chúng con xin hướng vọng lên mười phương Tam Bảo cầu nguyện quý ngài Pháp Thể Khiên Năng thay mặt các gia đình huyết thống của chúng con. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng chứng minh, Thượng Tọa Đệ Nhất Sám Chú, Thượng Tọa Đệ Nhị Sám Chú, Đại Đức Công Văn, chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng trong Hội đồng Kinh Sư. Chúng tôi xin niềm ân ban lễ nhạc đã về để cùng góp phần cầu nguyện. Bên cạnh đó, gia đình chúng tôi cũng xin tri ân cả cấp chính quyền sở tại đã tạo điều kiện cho buổi lễ được diễn ra. Gia đình chúng tôi cũng xin tri ân quý Phật tử và bà con huyết thống đã về để cùng trợ duyên, và chúng tôi cũng xin niệm ân thầy Tấn Thuần cũng như anh Nguyễn Đình Nam trong ban âm thanh đã về để cùng trợ duyên cho đạo tràng đàng tràng được thập phần viên mãn. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý vị, trong lúc tổ chức buổi lễ, mặc dù đã tận tâm tận lực với tất cả sức lực của mình, thế nhưng gia đình chúng con vẫn không sao tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ, quý vị lượng thứ để cho đạo tràng gia đình huyết thống chúng con được trọn phần công đức
Nam mô Hoa Thị Tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thế thực công đức thù thắng hành vô biên giới cho chúng sanh tóc vàng vô lượng quang Phật Na Tha Pháp Na đăng đàn trần thế 4 tiếng đồng hồ. Những khuôn khổ cuốn phim có hạn, do đó chúng tôi chỉ lược trích những đoạn quan trọng của quý vị vừa xem và nhìn thấy. Buổi lễ đã kết thúc, nhưng lòng người không kết thúc. Cũng có nghĩa là buổi lễ đã kết thúc ở chương trình không gian và thời gian, mà không kết thúc ở lòng người. Mới hay rằng tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tình bình rưới hạt dương chi, nhờ ơn Đức Phật từ bi, giải khoan cứu khổ đổ về Tây Phương. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, và xin lập lại câu thơ của Thi Hào Nguyện Du: nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ, bằng hào quang cứu khổ đổ hư, rắp hòa tự hại quần chú, nào phiền trút sạch quán thù lượng không. Nghi lễ Phật giáo trong đại lễ cai đàn và thành tựu viên mãn để lại một ấn tượng không thể phai mờ với thời gian năm tháng. Khi kết thúc buổi lễ và trước lúc tiễn đưa chư tôn đức hồi quy bản tự, Phật tử Bùi Văn Dũng pháp danh Tâm Tiến, đoàn thị tu pháp danh Hòa Ngọc, được sự hướng dẫn của hai người con xuất gia trong huyết thống của mình, đó là đại đức Hồng Ân và đại đức Hoàng Ngộ, dâng lễ cúng dường lên chư tôn đức, thể hiện tấm lòng thành. Đây đã nói lên tất cả lòng thành của gia đình, mà lại là một gia đình có người xuất gia đã thực hiện đúng nghi lễ của Phật giáo và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Để những ngày đại lễ trong gia đình được thành tựu, gia đình không bao giờ quên ơn quý vị trong thân bằng quyến thuộc, đặc biệt là Phật tử các đạo tràng cũng như chư tăng pháp lực.
của Đại Đức Hồng Ân và Hoàng Ngộ. Không quên ơn ban lễ nhạc, không quên ơn ban trang trí, âm thanh, ánh sáng, quay phim, nhiếp ảnh. Suốt gần một tháng, đã đem hết nhiệt tình của mình để thực hiện đúng nghi lễ Phật giáo. Trong đó, xin được cảm ơn ban trai soạn, ban hành đường, cảm ơn tất cả mọi người phục vụ, từ thân bằng quyến thuộc, đến các đạo hữu, đến các pháp lữ và lân bang xóm giềng, đã vì tình đạo, tình đời, tình quê hương xứ sở mà về đây giúp cho đại lễ thành công tốt đẹp. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc. Vâng, dầu thế sự của thăng trầm dâu bể, xin rằng suối đầu nguồn hôm nay vẫn như được giọt nước tinh nguyên, để ngày mai dầu cho u ám trời đông vẫn còn thuyền bát nhã ngời trong đêm trường. Xin được ghi nhận công đức và một lần nữa cầu nguyện mọi con người hạnh phúc trong cuộc sống, an ổn trong tinh thần của đạo vàng Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.